Đứng trước áp lực của chiến dịch vận động mới chống lại nỗ lực thay thế chương trình y tế Obamacare bắt đầu hôm thứ Hai, năm thượng nghị sĩ Cộng Hòa quyết định không ủng hộ dự luật cải tổ y tế mới của phe Cộng Hòa. Theo báo The Washington Post, thì một tổ chức sức khỏe người tiêu dùng có tên là Community Catalyst Action Fund tung ra nhiều quảng cáo qua truyền thanh và truyền hình thúc giục năm thượng nghị sĩ Cộng Hòa là Lisa Murkowski ở Alaska Jeff Flecky ở Arizona, Susan Collins ở Maine, Dean Hurer ở Nevada và Shalai Mori Capito ở West Virginia hãy bỏ phiếu chống lại dự luật y tế mới. Chiến dịch quảng cáo được tung ra vào lúc những tổ chức khác đang gia tăng áp lực chống lại nỗ lực của phe Cộng hòa Thượng viện. Quảng cáo của Community Catalyst nhắm đến 4 trong năm thượng nghị sĩ, không có ông Flecky Bắt đầu với cảnh một bé trai lăn lộn trên giường bệnh, trong khi người mẹ chạy vào ngăn kéo buồng tắm để tìm thuốc. Giọng người thuyết minh nói rằng, khi điều này xảy ra, người mẹ không nghĩ đến dự luật y tế mới ở quốc hội, mà lại nghĩ đến sự lựa chọn giữa tìm cách mua thuốc cho con hoặc dùng tiền để tiếp tục trả góp nợ mua nhà. Người thuyết minh tiếp tục, vì thế, khi các thượng nghị sĩ của chúng ta biểu quyết về dự luật y tế mới, bảo họ hãy suy nghĩ đúng đối với gia đình chúng ta mà bỏ phiếu chống lại. Văn phòng ngân sách quốc gia ước tính dự luật của Hạ viện sẽ khiến thêm 23 triệu người Mỹ không có bảo hiểm trước năm 2026 so với luật y tế hiện hành.